Hello, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì các dòng sản phẩm Ultra Book với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và tính nghệ thuật luôn là yếu tố hàng đầu mà các doanh nhân hướng đến. Không chỉ là laptop đơn thuần này, mà còn là một món đồ trang sức để có thể thể hiện được đẳng cấp, sang trọng và cả cá tính của người dùng. Và với mức giá hơn 47 triệu đồng, HP Spectre X360 phiên bản mới nhất của năm nay sẽ là mẫu laptop mà mình đang nhắc đến. Cùng vào video nhé! HP Spectre thì thuộc phân khúc laptop cao cấp của HP. Điều này các bạn có thể nhận thấy ngay ở phần thiết kế. Chất liệu máy được làm từ nhôm nguyên khối với màu xanh đen kết hợp với các đường cắt kim cương mạ vàng đồng tạo nên đẳng cấp và có chút gì đó quyền lực trong thiết kế của Spectre X360. Tất nhiên là không thể không nhắc đến sự nhỏ gọn với độ mỏng chỉ có 1,7mm, cân nặng là 1,27kg. Các bạn hoàn toàn có thể đem theo laptop đi mọi nơi bất cứ đâu này, từ cuộc họp, gặp mặt đối tác hay là mang đi công tác thì cũng rất là tiện lợi. Vì máy nhẹ thế nên là các bạn hoàn toàn có thể cầm được bằng một tay. Tổng thể máy thì cực kỳ chắc chắn, mang đến cho người dùng trải nghiệm xứng đáng với mức giá mà các bạn bỏ ra. Về phần bản lề thì rất là cứng cáp này, có thể xoay gập linh hoạt lên đến là 360 độ, biến laptop của các bạn thành một chiếc máy tính bảng để có thể phục vụ nhu cầu công việc. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các tư thế khác nhau, như là các bạn có thể dựng lều để giải trí này, mở máy ra một góc 180 độ. Nói chung là có thể đáp ứng mọi nhu cầu với mọi tư thế mà các bạn mong muốn. Và để có thể biến thành một chiếc máy tính bảng thì đây chắc chắn phải là một chiếc màn hình cảm ứng. Và được tặng kèm bút cảm ứng có sẵn thì HP sẽ trang bị cho người dùng khả năng làm việc rất là linh hoạt. Về phần cảm ứng này thì sẽ là cảm ứng đa điểm rất là nhạy và mượt, kể cả khi các bạn dùng bút hoặc là dùng tay đều ok hết. Đây là một chiếc màn hình cực đẹp khi HP trang bị màn hình OLED 4K, 4 viên màn hình mỏng, khả năng hiển thị màu sắc gần như là đạt mức tối đa với 100% sRGB, 98% Adobe RGB và 99% DCI-P3, độ sáng cao lên đến là 430 nit, cho chất lượng hình ảnh cực đẹp và sắc nét với giải màu gần như là chuẩn điện ảnh. Và với màn hình chống phản chiếu này thì HP Spectre sẽ tăng cường độ tương phản này, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng, màu sắc có chiều sâu hơn và độ sáng cao hơn, sẽ giúp các bạn sử dụng và làm việc được trong mọi môi trường ánh sáng. Màn hình này thì cũng là một mẫu màn hình thích hợp để cho các bạn có thể làm về đồ họa, thiết kế với độ sai lệch màu sắc gần như là rất ít. Mặc dù 4 viên màn hình siêu mỏng, thế nhưng mà không thể thiếu được đối với laptop Ultrabook đó chính là webcam. Thì được HP trang bị ở cạnh trên cùng chỉ có là 2,2mm siêu nhỏ ẩn dưới viền màn hình, thì webcam được tích hợp sẵn micro với chất lượng HD vẫn cho phép các bạn sử dụng vừa đủ để có những cuộc gọi video call rất là chất lượng. Vấn đề bảo mật thì cũng được HP trang bị cực kỳ cẩn thận khi hướng đến đối tượng người dùng là doanh nhân. Đầu tiên thì ở cạnh bên, các bạn sẽ có một chiếc lẫy nhỏ để có thể khóa webcam lại khi mà không sử dụng đến. Thứ hai là tính năng chống nhìn trộm của HP với tên gọi là HP Sure View, và khi ấn phím F1 để kích hoạt, tính năng này thì sẽ gần giống như là đối với một tấm dán màn hình chống trộm mà các bạn hay dán. Thế nhưng mà đáng nói ở điểm đó chính là có thể tắt bật bất cứ lúc nào mà các bạn muốn. Cuối cùng là cảm biến vân tay một chạm thì sẽ giúp bảo mật thông tin cũng như là khởi động máy nhanh hơn. Điểm đặc biệt của sản phẩm này chính là sự bố trí của các cổng kết nối. Thì các bạn sẽ có hai cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt này, một cổng micro SD, một cổng USB Type-A dạng ngàm và một jack audio combo. Và với thiết kế của các đường cắt vô cùng tinh xảo này thì HP cũng đã khéo léo đặt một cổng USB Type-C và cổng nguồn ở phần đường cắt phía cạnh dưới của máy. Về phần nút nguồn thì sẽ đặt ở vị trí tương đối lạ. Bình thường thì nút nguồn sẽ được đặt ở bên tay phải. Tuy nhiên, đối với Spectre thì nút nguồn lại đặt ở vị trí bên trái. Và chính vì có thể xoay gập linh hoạt lên đến là 360 độ, theo ý kiến cá nhân mình thì nút nguồn đặt ở vị trí này là HP đã có sự tính toán và vô cùng hợp lý. Vì khi các bạn mở máy ra sử dụng như một chiếc máy tính bảng thì nút nguồn đặt ở vị trí này sẽ thao tác dễ hơn rất là nhiều. Bàn phím ở trên laptop văn phòng hầu hết đối với hãng nào mình cũng thấy là thực sự hầu như không có điểm nào là các bạn không hài lòng cả. Nhất là đối với dòng cao cấp của HP này có mức giá lên đến hơn 47 triệu đồng. Layout phím rất là rõ ràng, hành trình phím sâu, phím bấm mềm, êm, khoảng cách giữa các phím rất là hợp lý. Về touchpad thì độ lớn vừa phải, cảm giác di mượt, chạm vuốt hai ngón hay ba ngón tay thì đều có tốc độ phản hồi rất là nhanh. Hơn nữa thì về bàn phím và touchpad còn được thiết kế chung với màu sắc của máy, khiến cho chiếc laptop của các bạn trở nên đồng nhất và hài hòa hơn với tổng thể của máy. Về cấu hình thì sẽ được trang bị Intel Core i7-1165G7, 4x8 luồng, RAM 16GB, 1TB SSD, đồ họa tích hợp là Iris Xe Graphics. Thì với cấu hình này, các bạn thừa sức để làm các công việc văn phòng. Cấu hình này cũng vừa đủ để các bạn làm các tác vụ đồ họa nhẹ nhàng. Vì dù gì thì màn hình của HP Spectre cũng rất là đẹp và rất là phù hợp đối với các tác vụ đồ họa. Cuối cùng là thời lượng pin. Phải nói là thừa cho một ngày dài làm việc, thế nên là các bạn sẽ không cần quá lo lắng, vì đối với laptop văn phòng, thời lượng pin lúc nào cũng sẽ rất là tốt.
với thiết kế siêu đẹp, với mức giá cũng đẹp không kém hơn 47 triệu đồng. Thì các bạn nghĩ sao về mẫu laptop này? Bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Và đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại mình cũng sẽ để ở link dưới phần mô tả cho các bạn ấn vào luôn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.